Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thủ tướng Suga cho biết sẽ không ứng cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do nhiệm kỳ tới để tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều quan tâm và hợp tác chặt chẽ, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua. Thủ tướng Suga thông báo, Nhật Bản hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine trong tháng 9 năm 2021 và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch. Cảm ơn Việt Nam đã quan tâm tiêm vaccine cho công dân Nhật Bản và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng Suga nhờ Chủ tịch nước chuyển lời chào và cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Thủ tướng Suga cho quan hệ hai nước và tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Suga dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm ngay sau khi nhận chức tháng 10 năm 2020. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, cảm ơn Thủ tướng Suga về công bố quyết định viện trợ bổ sung 400.000 liều vaccine, nâng tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên 3,58 triệu liều. Đây là nghĩa cử cao đẹp, được người dân Việt Nam trân trọng và đánh giá cao. Chủ tịch nước cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác hỗ trợ phòng chống dịch. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp Nhật Bản, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì chuỗi cung ứng. Chủ tịch nước mong muốn tăng cường kết nối hai nền kinh tế hiệu quả, chất lượng gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.